Tên mình là Elora. Mình đang trên đường đến một nơi rất quan trọng để xin việc. Vào một buổi sáng, dọc theo quốc gia gì đó, mình đến xe trễ và bắt đầu tiến đến điểm đến. Thật không may là xe của mình bị hư và mình không có cách nào để sửa được. Ok, lại vậy là vậy. Bây giờ mình phải xin đi xe với một người nào đó để đến được điểm hẹn của mình. Mình phải rất là cẩn thận bởi vì mình không biết là có gì ngoài đó. Ok. Game này thì ngắn thôi nên chúng ta sẽ chơi đầu tiên, sau đó sẽ chơi mấy game dài dài ở phía sau. Đây, mình là nhân vật nữ, ok, nhưng mà không có ngực. Ok, ngực lép. Thường thường mấy game mà nhân vật nữ là ngực bây giờ lòi ra hết rồi. Kìa, có xe kìa. Giờ mình sẽ bắt chiếc xe này. Ok, à lộn, nhầm nhầm, xin đi nhờ chiếc xe này. Giữ trim thì phải đeo tai nghe hả? Mở nhạc lên. Từ từ, đừng làm mình mất tập trung nào. Ok, xin được xe ra. Hello. 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 Good evening, child. Chào buổi What are chiều. you doing out there? Con làm gì đây vậy? Here, take a Này, seat and lên let đây me ngồi give you đi. a ride. Và ta sẽ cho con đi một chuyến xe. Tại sao bây giờ ông này lại nói nhỏ vậy? Ông này tự dưng nãy voi đang còn bự bự, bây giờ tự dưng voi nhỏ xíu vậy biết. Ok, mình lên liền. Yes, Vâng, please vâng. sit. Làm ơn, lên đây ngồi đi. Thế là xin được đi xe liền. À, đài hư rồi. This is a dangerous place Đây to là be một nơi nguy hiểm. hitchhiking. What is a precious young thing such as yourself Tại sao là doing cô gái out trẻ như con there? lại làm gì ngoài này? Câu trả lời là con có thể tự lo cho bản thân mình. Yes, I presume you can. Ta nghĩ rằng con có thể tự lo cho mình được. À, làm gì bây giờ ta? Radio thì hỏng, tủ găng tay thì đóng. Well, we have quite a ways ahead of us. Chúng ta còn một quãng May đường rất I ask, xa. where is it you are traveling Con to? đang đến đâu vậy? Con ở một nơi quan trọng. Tiếng gì sau thùng Then I xe? shall get you there before you are missed. Chết mẹ. Tiếng gì sau thùng xe? Nghe không? Ông bảo là thì ta sẽ đưa con đến nơi sớm nhất thôi. Chạy nhanh lên ông ơi. Ở đây ngoài, đây là đường số 66. I can tell by the way you are Cô đô la dressed la and kìa. present yourself, you have ones that love you. I was forsaken at birth by Mở my cửa, mother mở cửa. and was raised by fathers who Mở cửa chạy đi, mở cửa chạy chạy. your family say if they knew you were hitchhiking. Lượn lên, lượn lên. Nghe thấy không? Một người đàn ông bị bịt miệng. Chuẩn như Lê Chuẩn. Lan ở đâu đây? Giờ phải chạy ra chỗ nào đứng xin đường đây. Chỗ nào có ánh đèn mới xin được. Xe kìa. Đứng đây. Ghê vãi. Ông nói như mình bị điếc không bằng ấy. Cẩn thận hấp diêm. Tất nhiên, mình là cô gái trẻ đẹp như thế này, giữa đêm giữa hôm lại đứng nhìn đường như thế này, tài tính là rất tốt. Từ để bắt bắt chiếc này cái. Hello. Ai đấy? Sao nhìn quen quen vậy? Good evening, child. What are you doing out there? What? Here,
Take a seat and let me give you a ride. What? Lại là ông già này này. Ông này là cha xứ thì vậy. Yes, yes. Lên Please lên. Sit. Hình như ông quay lại vậy. La la la, quãng đường mình đi cũng được một phần năm này. La 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 la. This is a dangerous place to be hitchhiking. What is a precious young thing such as yourself doing out there? Không lại hỏi câu rồi này. Thật là nguy hiểm khi mà đón người lạ. Nếu mà ông hỏi câu là tại nguy hiểm đi ra ngoài. I have the Lord to protect me. Ông này bảo ông có Chúa bảo vệ ông. Ok. Chúa bảo vệ ông. Ok. Mình không theo đạo nên thành ra là la, 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 la. Well, we have quite a ways ahead of us. Chúng ta còn một đoạn đường dài. May I ask, ta có thể hỏi còn được đi đâu đây? What the fuck, ông hỏi một câu y chang luôn này. Lần này trả lời là nhà đi. Con đến nhà, còn cha thì sao? I just needed to get away. Ta chỉ cần phải đi một nơi rất xa, ok. Hello, Dad Pacao. Lâu không gặp. Chuẩn bị rớt đài. What? La 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 la. I can tell by the way you're dressed. Ta có thể nói cách con đang ăn mặc. You have once loved you. I was forsaken at birth by my mother. Nói gì mình nghe rồi? Nói to lên cha ơi. Cha nói cái đé gì con không nghe chứ. Hello. Đây không phải là lần đầu đi. Đây không phải là lần đầu đi. Chứng tỏ mình là một người. Mình là một người mạnh mẽ. Quay thử ra sau á. Funny how this world is. How God has set this path in front of me. You see, I have this itch. This itch I can't control. Giọng này nghe ghê quá. Ông này không kiểm soát được cái gì. Hello, đặt mình. Ai dịch đường dịch cái? Bye nha, goodbye. Ghê vãi. Này ông hỏi cái gì mình trả lời. Với lại mình nghe tiếng gào thét mình lăn ra cho rồi. La la la, là chạy ra đây đón đường, đón xe khác tiếp. Không nhìn thấy ghế sau á, ghế sau nó có cái gì đâu. Ghế sau đúng là nghe thấy tiếng thằng nào la 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 ấy. Nhưng mà hình như ở trong cốt thì vậy. Má nói là ông này nè đi. Ông này nè là tôi quỳ luôn đấy. Nhưng mà yên tâm, đi được nửa đường gần thắng, gần thắng. Chỉ cần đi được hết đoạn đường là thắng. Game game gì đó, mình để dưới phần mô tả. Game đầu tiên luôn đấy. Hello. Cho lên nghe. Ok. Coi chừng nó hù quá. Mình chỉ sợ nó bắt cóc thôi. Rồi là anh cha này nè rồi. Nhìn cái kiểu này là biết là cha rồi đấy. Tầm vãi. Tầm vãi, nhìn cái mắt. Hello. Good evening, child. Chào buổi chiều. Còn làm gì ở đây vậy? Câu hỏi rất là quen. Take a seat and let me give you a ride. Ta sẽ cho con đi một đi nhờ, ok? Yes, yes. Đi thì đi chứ ngại đéo gì. Sit. Lấy, chơi luôn, sợ đích gì. Cái gì, câu đầu tiên chọn D hả? Ok. Hôm nay like 3 game, chính xác. Có thể ngày có hack 4-5 game gì đó. Đi được nửa đường rồi, đi được nửa đường rồi. Đi xong có gì hết nhỉ? Vẫn không mở được cái... This is a dangerous place to be hitchhiking. Ông này hỏi cái cậu... Đây là nơi nguy hiểm để đi chạy bộ. Tại sao con lại làm gì ở đây một mình, phương án D đúng không? Con là một linh hồn
bị lạc lối, đang cố gắng đi qua cuộc đời. Cái gì? Ông này vừa nói Chúa làm gì cơ? Ông này vừa nói... Không phải tiếng một dao không? Vừa nghe tiếng con dao nó rút ra kìa. La 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 la. Mở cửa sổ cho mát, mở cửa sổ cho mát. Mát quá, mát quá đi, mát quá, mát quá đi. You heretic! Đứa nào bỏ chọn mừng ăn đê đấy. Đứa nào bỏ chọn mừng ăn đê. This is a dangerous place to be. Fuck you. Không chơi nữa. Đầu tiên quá. Đầu tiên quá. Mình nói tiếp theo mình chơi game gì nhỉ? Đầu tiên quá.